Chào mừng quý vị đến với mục điểm tin giáo hội Hoàn Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Chàng trai công giáo đến hôn với cô gái mắc bệnh da xấu xí làm lay động hàng triệu người. Tòa giám quản Roma thu thập chứng tích về cố thuận. Ngày hội gia đình Đa Minh Việt Nam. Martin Brazil. Chàng trai công giáo đến hôn với cô gái mắc bệnh da xấu xí làm lay động hàng triệu người. Gần đây, Edminson Akanatara, 23 tuổi, ở Serra, Brazil, đã đến hôn với bạn gái Karina de Souza, 28 tuổi, mắc một căn bệnh ngoài da hiếm gặp. Điều đáng ngạc nhiên là dù đã biết rõ bệnh tình của Karina, nhưng anh Edminson vẫn không do dự khi được hứa hôn với cô. Cô Karina có làn da bị tổn thương rất xấu do cực kỳ nhạy cảm với tia cực tím UV. Ánh sáng mặt trời khi chiếu vào da của cô nó gây ra sự tổn thương cho da. Theo nghiên cứu, bệnh này không có cách chữa trị. Căn bệnh đã gây ra các vết thương khắp cơ thể của Karina và làm cho cô tự ti và tránh tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn cô ấy sống một cuộc đời bình thường như bao người khác bởi vì niềm tin của cô vào thiên Chúa cô nhận thức rõ rằng sự ái ngại của mọi người dành cho là vì ngoại hình của cô, nhưng cô luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Chính niềm tin này là điều đã khiến Edminson yêu cô, vượt ra ngoài những gì mắt người đời có thể nhìn thấy. Trong một thế giới mà sự bề ngoài quan trọng hơn tâm hồn, họ gặp được tình yêu không phải do ngẫu nhiên, mà đó là một cuộc gặp gỡ của linh hồn. Một cuộc gặp gỡ đã giúp cho tình yêu phát sinh. Khi linh hồn họ gặp nhau, và hôm nay họ là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, không tự ti vào bản thân mình, không tự ti trong cuộc sống của mình và đặc biệt là trong tình yêu. Tình yêu của Edminson và Karina đã mang lại cho chúng ta sự bình an và rất nhiều cảm hứng cho tâm hồn. Sự chấp nhận, sự bảo vệ và tất cả tình cảm giữa hai người đã khiến chúng ta thấy rằng tình yêu đích thực vẫn tồn tại. <laughs> Tin Vatican, Tòa giám quản Roma thu thập chứng tích về cố thuận Tòa giám quản Roma công bố xác lệnh thu thập các chứng tích về vị sáng lập dòng Sito Phước Sơn tại Việt Nam. Cha bề nội thuận tên thật là Henry Dennis để tiến hành án phong chân phước cho cha. Xác lệnh của Đức Hồng Y giám quản Roma, Angelo de Donantis, cùng với vị công chứng Marcelo Teramani, ký ngày 25 tháng 10 năm 2018 vừa qua và được công bố hôm 18 tháng 11 năm 2018 với nội dung như sau. Ngày 24 tháng 7 năm 1933, vị tôi tớ chúa Bê Nôi Thuận, tu sĩ qua đời tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn Việt Nam. Vị tôi tớ chúa, sau khi thụ huấn tại Chủng viện Thừa Sai Paris, thụ phong linh mục ngày 7 tháng 3 năm 1903, và sau đó được sai đi truyền giáo tại Huế, Việt Nam. Mặc dù phải chịu những hy sinh rất lớn và thiếu thốn, sự dẫn thân truyền giáo của người thật quảng đại mang lại thành quả dồi dào, không những qua việc đón nhận nhiều người Việt Nam vào giáo hội, nhưng còn thành lập Đan viện Đức Mẹ Việt Nam ngày 15 tháng 8 năm 1918. Đây là đan viện đầu tiên của chi dòng Si Tô Thánh Gia. Cuộc sống của cha là một mẫu gương về lòng yêu mến Chúa Kitô cầu nguyện, than bần, thống hối đền tội và nhiệt thành đối với phần rỗi các linh hồn. Gian thơm thánh thiện của cha gia tăng với thời gian, và chân dung của cha trở thành điểm tham chiếu cho nhiều linh mục, cũng như bao nhiêu giáo dân Việt Nam. Ngày nay, mặc dù bao nhiêu cuộc xung đột chiến tranh mà Việt Nam đã phải chịu, hơn một ngàn đan sĩ nam nữ si tô có thể xưng mình là con cái của cha. Vì tiếng tâm thánh thiện của cha càng gia tăng qua dòng thời gian, và đã có đơn chính thức xin mở án phong chân phước và hiển thánh cho vị tôi tớ Chúa. Nên qua việc thông tri này cho cộng đồng giáo hội, chúng tôi mời gọi tất cả và từng tín hữu hãy thông báo trực tiếp cho chúng tôi hoặc gửi đến tòa án giáo phận Roma ở địa chỉ Quảng trường Thánh Gioan Laterano số 6, 00184 Roma. Tất cả những tin tức, qua đó có thể rút ra được những yếu tố thuận lợi hoặc bất lợi cho thanh gian thánh thiện của vị tôi tớ Chúa. Benoit Thuận. Ngoài ra, theo các quy định của luật, vì phải thu thập tất cả các bút tích của cha hoặc được coi là của cha, qua sắc lệnh này, chúng tôi truyền tất cả những ai sở hữu các bút tích ấy, hãy ân cần nạp cho tòa án giáo phận tất cả những gì vị tôi tớ Chúa đã viết, nếu chưa giao cho văn phòng thỉnh nguyên viên án phong này. Sắc lệnh làm tại Roma ngày 25 tháng 10 năm 2018 ký tên Hồng Y Aizelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma và công chứng viên Marcelo Terramani. Tin tuyển dòng Đa Môn, Ngày hội gia đình Đa Môn Việt Nam Với truyền thống tốt đẹp hàng năm, ngày 18 tháng 11 vừa qua, anh chị em Đa Môn tại Việt Nam có một ngày quy tụ mọi thành phần trong dòng Đa Minh bao gồm quý cha, quý thầy thuộc tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý nữ tu thuộc các hội dòng, hiệp hội Đa Minh và quý anh chị em thuộc huynh đoàn Đa Minh có cơ sở và phục vụ tại Việt Nam. Năm nay, Ngày Hội Ngộ Gia Đình Đa Minh Việt Nam được tổ chức tại Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm, nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Dòng. Chương trình Ngày Hội Ngộ được khai mạc lúc 8 giờ 30 với phần xin Chúa Thánh Thần Thánh Hóa và ban ơn cho mọi người. Tiếp sau đó, với tư cách là đơn vị chủ nhà, nữ tu Maria Madalena Phạm Thị Huy, bề trên tổng quyền của hội dòng Đa Minh Thánh Tâm, đã thay mặt mọi chị em trong hội dòng chào mừng cha Giuse Nguyễn Văn Hòa, giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, cha Vân Sơn Phạm Xuân Hưng, phụ tá giám tỉnh, và cũng là cha đặc trách gia đình Đa Minh Việt Nam, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và anh chị em huynh đoàn. Tiếp sau đó, với tư cách đặc trách gia đình Đa Minh, cha Vân Sơn đã chính thức chào mừng mọi thành viên tham dự, nêu lên nét đẹp truyền thống hàng năm của việc tổ chức Ngày Hội Gia Đình Đa Minh Việt Nam. Sau đó, cha đặc trách đã giới thiệu các thành viên đại diện của 17 đơn vị tỉnh dòng, hội dòng, huân đoàn tham dự trong Ngày Gia Đình Đa Minh này. Với 17 đơn vị tham dự, con số thành viên gia đình của ngày hội đã lên đến hơn 650 người, chật kín cả hội trường Katarina của dòng Đa Minh Thánh Tâm. Lúc 9 giờ, Cha du xe Ngô Sĩ Đình đã nói chuyện, chia sẻ thông tin về tổng hội dòng Đa Minh năm 2019 sắp tới được tổ chức tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tổng hội của dòng được tổ chức tại Việt Nam với tên gọi tổng hội Biên Hòa. Lúc 10 giờ là phần diễn nguyện mừng 60 năm của hội dòng Đa Minh Thánh Tâm. Sau phần diễn nguyện là bữa cơm thân mật để nối kết tình anh chị em trong gia đình Đa Minh Việt Nam. mục điểm tin giáo hội hoàn vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin lần sau